hiện được. Thế nên là em chỉ có một cái lời khuyên, một cái lời nhắn nhủ đến mọi người là con của mình nếu mà bình thường, nhưng mà mọi người hãy dành thời gian để đồng hành cùng với con. Không cần quá nhiều thời gian đâu ạ, chỉ cần mỗi tối là mọi người dành cho con khoảng 30 phút đến 1 tiếng, dạy con tập đọc, viết, và chắc chắn là tập học thì tập sách là con sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Em xin có một chia sẻ như thế. Rồi, rất là cảm ơn chia sẻ của Ngọc Ánh, và cũng rất là đồng cảm với bạn Ánh, bởi vì bạn là một người mẹ mà có một em bé bị tự kỷ thì mình cũng sẽ rất là vất vả hơn, đúng không ạ? Thế thì nhân yêu chuyện chia sẻ của Ngọc Ánh thì tôi xin chia sẻ thêm chút kiến thức với các ba mẹ có mặt ở đây. Thì có thể nói rằng là giáo sư Glenn Doman ạ. Giáo sư Glenn Doman, người đã viết cuốn sách là gì? Dạy trẻ đọc từ sớm. Thì trong cái cuốn sách của giáo sư mà tôi đã đọc thì có một cái câu chuyện, có thể giáo sư đã nghiên cứu và chỉ ra rằng là đọc là một hoạt động có thể làm thay đổi cấu trúc của não bộ. Đọc cho trẻ sách từ sớm có thể gì? Để mà nuôi dưỡng bộ này, đúng không? Não tổn thương để trở thành một bộ não bình thường. Anh chị ạ, đây là những nghiên cứu và kiến thức của giáo sư ở đây không ạ? Nhá. Cho nên là em bé của nhà Ngọc Ánh, nếu như Ngọc Ánh mà biết từ sớm mà dạy cho con từ sớm, đọc sách từ sớm ý, thì nó sẽ cải thiện cái cấu trúc của não bộ của con rất là nhiều đấy anh ạ. Bởi vì trong cuốn sách của giáo sư thì đã chỉ ra một cậu bé Tommy của người Mỹ ạ, hoàn toàn là bị bại não đến nỗi mà cha mẹ tập cậu 8, là đưa đến hết các bệnh viện công á, thì các bác sĩ xin bảo ghế. Thôi bại não nặng như này thì chắc là vô phương cứu chữa. Ui, cho nên là chỉ đưa vào các viện nghiên cứu để làm thí nghiệm. Thế nhưng mà ông bà cũng rất là yêu con, cho nên là từ chối cái lời gợi ý đấy. Hơn hồi bới mới với ai bác sĩ nuôi ra đâu đó hợp lý đấy. Thì sau khoảng 6 tháng cầm một đồng có bông rồi.